Tác dụng của các khóa thiền ngắn ngày là gì vậy sư? Con thấy nhiều khóa thiền diễn ra nhưng chưa biết lợi lạc của nó là gì, nên con chưa có động lực tham gia lắm. Và sau khi trở về từ khóa thiền thì lợi ích của khóa thiền đó có mất đi không? Con xin cảm ơn quý sư nhiều. Cái quan trọng đầu tiên là cái khái niệm ngắn ngày của quý vị là bao nhiêu ngày. Nếu như cái ngắn ngày đó là chỉ có một ngày hoặc hai ngày thì sư không khuyến khích. Tại vì một và hai ngày đó, đó quý vị chưa có lìa dục được, chưa có xa lìa các dục, và quý vị thực hành nó cũng chưa có rốt ráo. Các vấn đề phát sinh khi hành thiền cũng chưa hiện ra. Cho nên là với khóa thiền chỉ có một hoặc hai ngày thì sư không khuyến khích. Khóa thiền ngắn ngày chỉ có một hoặc hai ngày á, là dành cho những người đã biết kỹ thuật thực hành thiền rồi. Và họ chỉ dành một hoặc hai ngày đó để họ ôn tập lại thôi, chứ không dành cho người mới. Còn những khóa như là từ 7 ngày tới 10 ngày là dành khi quý vị tham gia đó, thì quý vị có thể thực hành, học phương pháp thực hành và trải nghiệm. Và trong suốt quá trình thực hành đó, các vấn đề khi hành thiền nó sẽ lần lượt xuất hiện. Và thông qua việc trình pháp thì quý vị sẽ được giải đáp và được hướng dẫn một cách tuần tự. Cho nên khi quý vị tham dự khóa thiền 7 ngày, ít nhất là 7 ngày trở về đó, thì quý vị có thể nắm được phương pháp thực hành thiền và có thể tự thực hành ở nhà. Còn các khóa thiền dài hơn, ví dụ như là nửa tháng, một tháng, ba tháng, thì đương nhiên là chúng ta sẽ đi chuyên sâu hơn và có cơ hội để thực hành, đi đến những cái bước thâm sâu hơn của thiền. Nhưng mà thâm sâu ở đây thì không có sự hứa trước. Ở đây nếu như có một phương pháp nào hoặc là có một ai hứa rằng quý vị tham gia khóa thiền 3 tháng, 6 tháng chắc chắn sẽ chứng đắc cái này cái kia thì hãy cẩn trọng. Không ai dám hứa cái chuyện đó hết. Mà ở đây á, các khóa tối thiểu là 7 ngày thì sẽ giúp quý vị biết được phương pháp thực hành. Đương nhiên ở đây sư đang nói đến những vị hướng dẫn đúng nghe. Chứ còn lên mà hướng dẫn cái kiểu não trái, não phải, não trước, não sau, não trên, não dưới thì sư khổ tâm lắm ha. Đó. Rồi khi mà về nhà thì đương nhiên là quý vị đã biết được phương pháp thực hành. Và khi được hướng dẫn một cách đúng đắn, chúng ta về đời chúng ta có sự tự chủ hơn. Chúng ta có khả năng áp dụng đối với đời sống. Nhiều người khi về thì họ gần như họ có thể họ thay đổi được đời sống của họ, ít nhiều thì tùy người đó. Cho nên là nếu như có điều kiện thì nên tham dự các khóa thiền từ 7 ngày trở lên, chứ còn ít ngày quá thì cái tánh phàm của mình ấy, nó chưa có rũ bỏ. Và nhớ điều quan trọng thứ hai nữa là chỗ đó họ phải hướng dẫn đúng nghe. Còn hướng dẫn mà tầm bậy thì nó rất là nguy hiểm. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Dạ, kính thưa Đức, kính thưa quý vị. Thì cái khái niệm mà gọi là cái ngắn ngày như Đức Hành Tại đưa ra thì bệnh đề hiểu. Có nghĩa là ngắn dù gì ngắn thì cũng phải tối thiểu là từ 7 ngày hoặc là 10 ngày. Còn về các tác dụng thưa quý vị, cái tác dụng á, nếu mà nói tác dụng á thì nó quan trọng lắm. Sư cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm với Đức Hành Tại. Mà ở đây quý vị chỉ dùng cái từ mà gọi là thiền nói chung thôi. Sự thiền nói chung. Mà xin thưa quý vị, bây giờ quý vị mà lên Google, quý vị gõ đi. Ôi, bây giờ nó tùm lum tùm la thiền, thiền vô vi, thiền vũ trụ, thiền năng lượng, thiền hiểu biết, thiền hiện đại, đúng không? Đó, thiền não trái não phải gì đó, rồi sắp tới thì như có thậm chí có thiền chắc thiền thoát vị địa điểm này nọ,
không, thiền chữa bệnh, không, thiền thực dưỡng, nói chung nó tùm lum tùm la lên đủ lên, thiền cho quý vị nó. Mà thậm chí bây giờ có nhiều cái tên, cái nhiều mà cái, thì gọi là giáo chủ mà dạy thiền nha, giáo chủ nó đúng hơn, giáo chủ dạy thiền, đúng không? Là họ sáng lập những cái dòng thiền mà họ lấy cái tên, lấy những cái tên nó rất là tinh vi, nhưng mà thậm chí là thiền Nikaya hay là thiền có lấy tên thiền, thiền tứ niệm xứ luôn, nhưng mà thêm theo chữ sao. Ví dụ thiền tứ niệm xứ Nikaya, thiền tứ niệm xứ Tam Tạng Bali hay nữa đó, tại vì bây giờ là cái xu hướng gọi là cái trend, thưa vị, cái trend đó gọi là có, phải có chữ Vipassana hay là có thiền tứ niệm xứ trọng á thì người ta mới mê, nó thẳng là mới mê hay mới dụ được đó. Cho nên là cái dư thiền ở đây Khiêu nhấn mạnh một lần nữa là cái người đó đã nó học thiền là phải, cái người đó phải dạy đúng theo tinh thần kinh tứ niệm xứ và chú dạy chính thống, và theo đúng tinh thần là Phật dạy đó. Đó cái người dạy thiền đầu tiên cái đó, đó cái đó đó người đầu tiên là cái người cái thiền, cái vị mà già hướng dẫn thiền đó, tôi gọi hướng dẫn thiền đó chứ chưa gọi là thiền sư đó, đó hướng dẫn thiền này đó, tại thiền sư cái tiêu chuẩn nó cao lắm, nó là hướng dẫn thiền này thì dạy đúng rồi đó, đối xử là đối xử dạy dạy đúng theo tinh thần mà chánh tạng và tâm đại kinh điển Bali và chú dạy chính thống thì đối xử cái vị đó là ok, nào nào thú thiệt. Thế bây giờ thì nó đủ hết trơn chứ vị. Đó, cái việc đầu tiên là quý vị phải chọn cái người mà mình thôi đi học thiền đó, nó đúng thì chánh pháp vậy đó. Không, rồi sau đó bản thân mình phải có cái nỗ lực nữa. Cái nỗ lực á, cái nỗ lực theo hành theo đúng cái sự chỉ dẫn của người hướng dẫn thiền. Không? Đó, thì nó mới có tác dụng. Không? Thì cái tác dụng đó là bởi vì quý vị nói là tác dụng ngắn ngày là cái gì? Nếu mà nói tác dụng mà cụ thể là gì thì rõ ràng trong bài kinh kinh tứ niệm xứ nói cái tác dụng của những cái tác dụng mà khi quý vị trải nghiệm được thiền tứ niệm xứ đã có những, có bảy tác dụng sau, có lại bảy cái lợi ích như sau. Thưa quý vị, cái này là sư trích dẫn ở trong kinh niệm xứ có nói bảy lợi ích là sao. Thứ nhất là lợi ích thứ nhất là sự thanh tịnh, đúng không? Thứ hai là sự tỉnh thức vượt qua buồn rầu và lo lắng, đúng không? Cái thứ ba là vượt qua những đau thương mất mát. Thứ tư là hết khổ về thân. Thứ năm là hết khổ về tâm, không? Rồi thứ sáu là đạt được giác ngộ đạo quả. Thứ bảy là nếu mà hành, mình hành đó, mình hành không, mình hồng mình hành mà không có sự gián đoạn này nọ, trong tương lai mình sẽ chứng đắc được niết bàn, thậm chí ngay trong tương lai, ngay trong hiện tại luôn. Đó là cái lợi ích mà khi mình hành mà gọi là đúng đúng chánh pháp nó sẽ mang lại những lợi ích, gọi là xin lỗi, tuần tự nha, tuần tự nha, tùy theo cái cấp độ mình tu tập nó như thế nào, đúng không? Thí dụ bây giờ mình giống như Đức Hành Tại nói đi, quý vị ví dụ mình tu ngắn ngày thì ít nhất là ông ngoài đời bị sân, ai chọc quý vị gì cái vị dễ sân, nhưng mà sau có thiền đó thì ai chọc mình đó mình đỡ sân hơn. Thí dụ là ai làm mình đó mình giận, hồi xưa mình giận người đó là một năm hay là một nửa năm hay đi, mà mình tu về mà mình hiểu được cái mình cái giận, cái sân của mình đó, nó hay cái thù thù hận mình đó nó giảm xuống, nó còn có cả gần tháng hay là tuần. Đó là cái sự thay đổi, sự thành công đó, thiết thực đó. Cho nên là để mà gọi là khóa thiền mà gọi là ngắn ngày có tác dụng đó, thì đầu tiên là cái việc hướng dẫn thiền phải dạy đúng chánh pháp và mình phải thực hành theo đúng cái sự hướng dẫn của cái người hướng dẫn thiền, thì mình sẽ đạt được bảy cái lợi ích mà trong tinh thần kinh tứ niệm xứ mà sư vừa liệt kê, đó là tác dụng đó. Có quý vị mà hỏi khóa thiền ngắn ngày đó, đó tác dụng là gọi là dù ít dù nhiều, đúng không? Không sẽ gọi là không bổ bề ngang có bổ bề dọc, tại vì vậy có thì phải không có mà phải đúng nha, phải đúng nghĩa là thì hướng dẫn đúng và mình phải đúng thì nó mới có tác dụng. Bà quý vị hỏi là về sau cái từ khóa thiện, cái lợi ích đó, từ khóa thiện nó có mất đi không? Nó mất đi không là tùy quý vị, thưa quý vị. Nếu quý vị thường thường á, kết thúc mà những cái khóa thiền á, ngài thiền sư thường có cái lời bế mạc thường khuyên quý vị, khi mà mình à, trong khóa thiền là mình thực hành như sao nào nè, thì khi mình trở về á, mình phải duy trì, mặc dù là đời sống cư sĩ mình đa đoan, đúng không? Mình còn cơm áo gạo tiền, nhưng mà mình phải ít nhất phải dành thời gian ra mình phải thực hành theo, nghe là dù ít dù nhiều cũng phải thực hành đó. Thì đương nhiên là những cái lợi lạc đó, đó là nó được duy trì, sẽ gọi là được duy trì nha, được duy trì đó. Còn nếu mà quý vị bản thân quý vị, nếu quý vị mà không ngài thiền sư bế mạc mà có hướng dẫn quý vị, mà quý vị về giống như là xem như là nghe giống như cưỡi ngựa xem hoa, giống như là nước đổ La Môn thôi, mình về mình vẫn quay lại cái tập khí sinh hoạt của
cái đời sống cư sĩ mình, không mình thích hưởng thích cái gì thì hưởng thụ cái đó, không mình không có chuyên tâm tu tập lợi lạc, thì rõ ràng cái lợi lạc đó nó chỉ gói gọn ở trong khóa thiền thôi. Cái điều đó là rõ ràng, nó nhưng quan trọng nhất bản thân mình, gọi là khi mình trở về đời sống sau khóa thiền, mình có được lết hay không là quan trọng nhất, là mình bản thân mình có nghe là thiền sư hướng dẫn tu tập tiếp không, và bản thân mình có sự nỗ lực không. Đó, quan trọng nhất vẫn là mình thôi. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.